Vị đồng nghiệp, hôm nay thì được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trình bày chủ đề đấy là tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh phổi sơ căn, vô căn trong điều kiện Việt Nam. Và nội dung trình bày của tôi gồm có 3 nội dung. Một là thách thức trong chẩn đoán và điều trị sơ phổi vô căn. Thứ hai nữa là lợi ích của việc chẩn đoán và điều trị sớm sơ phổi vô căn và thực trạng và cái hành động trong cái tiếp cận chẩn đoán cũng như điều trị sơ phổi vô căn ở tại Việt Nam. Thì như quý vị đồng nghiệp đã biết, được biết sơ phổi vô căn là một cái bệnh mãn tính tiến triển với các đặc điểm phát triển tổ chức sơ ở phổi dẫn đến suy giảm chức năng phổi và chức năng trao đổi khí của phổi theo thời gian. Và với cái diễn tiến của phổi, đấy là những trường hợp mà chúng ta không tìm thấy nguyên nhân, tổn thương phế nang thì lặp đi lặp lại. Và bệnh nhân đến rất nhiều đợt với các bác sĩ với các triệu chứng về ho rồi khó thở tăng dần. Và với cái bệnh cảnh đấy là đáp ứng viêm hàn gắn tăng sinh sơ bất thường và sơ phổi vô căn tiến triển thì nó sẽ dẫn đến cái suy giảm chức năng ở phổi. Và sơ phổi vô căn trong mối quan hệ các bệnh phổi mô kẽ khác thì như quý vị đồng nghiệp biết, bệnh phổi mô kẽ thì nó gồm có 180 cái bệnh nhân, khoảng 180 cái căn nguyên nhân và chia ra các nhóm. Thì sơ phổi vô căn thì nó thuộc nhóm thường gặp nhất của viêm phổi kẽ vô căn. Và với cái gánh nặng của sơ phổi vô căn thì chúng ta cũng thấy rằng là các nghiên cứu người ta thấy đến là sơ phổi vô căn dẫn đến cái suy giảm chức năng phổi và cái tiên lượng rất là xấu. Một cái nghiên cứu được công bố về cái tình hình thời gian sống thêm ở bệnh nhân sơ phổi vô căn so với các nguyên nhân mà gây ung thư. Vì từ trước thì chúng ta thấy rằng là ung thư là cái bệnh lý mà sợ nhất. Thì và cái điều trị cũng rất là khó khăn và cái tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Thì với cái bảng số liệu này thì chúng ta thấy rằng là sơ phổi vô căn thì thấy là tiên lượng nó chỉ tốt hơn, đấy là ung thư phổi và ung thư tụy thôi. Thế còn nó thua kém về cái tình dạng thời gian sống thêm của rất nhiều các loại ung thư khác. Và với cái slide này thì chúng ta thấy rằng là cái gánh nặng bệnh tật và cái nguy cơ tử vong của nhóm bệnh sơ phổi vô căn. Rồi cái tỷ lệ tiến triển của bệnh lý sơ phổi vô căn xảy ra ở tất cả các mức độ nặng của bệnh. Và với cái việc mà tiến triển bệnh với cái biểu hiện của suy giảm chức năng hô hấp thì đây là một trong những cái yếu tố tiên lượng nặng của bệnh. Và cũng như vậy thì cái tỷ lệ tử vong do sơ phổi vô căn thì xảy ra ở bất kỳ cái mức độ nặng nào của bệnh. Và đợt cấp của sơ phổi vô căn thì đây là một trong những cái diễn tiến mà rất thường gặp. Đặc biệt là với những cái đợt cấp của sơ phổi vô căn thì nó làm giảm cái thời gian sống thêm, rồi giảm cái tỷ lệ mà bệnh nhân phải nhập viện vì bệnh phổi do căn và phải tử vong. Thì đây là một cái nghiên cứu được công bố vào năm 2017 của tác giả trên PubMed. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà mắc viêm sơ phổi vô căn ở đợt cấp của sơ phổi vô căn thì cũng rất thường gặp ở trong nhóm quần thể bệnh nhân này. Thứ hai nữa là thời gian sống trung bình thêm của những cái bệnh nhân mà bị sơ phổi vô căn sau khi bị đợt cấp ở trong cái nhóm ở nghiên cứu này thì chỉ độ khoảng 3 đến 4 tháng. Một con số liệu mà chúng ta nghe thấy thì là giật mình. Và khoảng 50% những cái bệnh nhân mà nhập viện vì đợt cấp của sơ phổi vô căn thì bị tử vong trong cái thời gian mà nằm viện. Đấy, đây thì là những cái con số, những cái số liệu nghiên cứu đăng tải trên những cái tạp chí uy tín thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái gánh nặng của bệnh phổi vô căn. Và với slide này thì những cái thách thức trong quản lý bệnh phổi kẽ, các bác sĩ lâm sàng chúng ta là những người mà thấu hiểu nhất vì nó khó khăn trong cái phân loại rồi chẩn đoán phân biệt. Một bệnh nhân vào cứ nói là cái tổn thương kẽ trên phim chụp cắt lớp vi tính là các bác sĩ chúng ta phải băn khoăn, trăn trở là không biết là căn nguyên là gì. Và đặc biệt là những cái tiếp cận của những cái xét nghiệm về lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh rồi những cái sinh thiết nhu mô để mình chẩn đoán được xem là cái nguyên nhân của cái tổn thương mô kẽ là ra sao. Rồi biến đổi lâm sàng thì đa dạng và không thể đoán trước được. Và gần đây thì trung tâm hô hấp cũng tiếp cận rất nhiều những cái bệnh nhân mà tổn thương phổi kẽ và tiến triển rất là cấp tính. Và có những cái bệnh nhân mà mình không lường trước được là cái diễn biến nặng và bệnh nhân lại tử vong nhanh đến như vậy. Trong vòng từ 3 đến 5 ngày vào viện chưa tìm rõ nguyên nhân thì bệnh nhân đã tử vong rồi. Rồi hạn chế cái thuốc trong điều trị và những cái cơ sở bằng chứng kém để hỗ trợ trong việc ra quyết định điều trị. Cái này là cái mà cái khó khăn nhất trên thực hành lâm sàng. Rồi không chắc chắn trong cái việc xác định đáp ứng điều trị thì đây là những cái thách thức trong cái việc mà quản lý bệnh phổi mô kẽ. Tóm lại là với gánh nặng của sơ phổi vô căn thì chúng ta cũng thấy rằng là bệnh tiến triển nhanh và dẫn đến tử vong, tiên lượng xấu hơn so với rất nhiều các loại ung thư. Sơ phổi vô căn tiến triển khó dự đoán được. Và với những cái trường hợp mà sơ phổi vô căn thì với tất cả các trường hợp lâm sàng là chúng ta không thể chủ quan được và cái tiến triển nó có thể rất là cấp tính.
Bệnh nhân xơ phổi vô căn thì mất chức năng phổi, không thể hồi phục được bất kỳ giai đoạn nào của bệnh, mặc dù là bệnh nhân có thể được tiếp cận điều trị hay không. Mất chức năng phổi liên quan đến tỷ lệ đợt cấp cao và nguy cơ tử vong cao. Và bảo tồn cái dung tích sống thở mạnh là quan trọng để cải thiện cái tình trạng ở trên bệnh nhân. Và với cái thách thức của chẩn đoán xơ phổi vô căn thì nó rất là phức tạp và nó dựa vào ba yếu tố. Một là phải loại trừ các nguyên nhân dẫn đến những cái tổn thương viêm phổi kẽ. Thứ hai nữa là dựa vào cái chụp cắt lớp vi tính với độ phân giải cao, có cái hình ảnh xơ phổi đặc hiệu. Và cái thứ ba nữa là xác nhận xơ phổi đặc hiệu bằng cái sinh thiết phổi, bằng sinh thiết phổi qua nội soi hoặc là sinh thiết qua nội soi phế quản. Và sinh thiết phổi ở trên cái nhóm bệnh nhân xơ phổi vô căn thì là một cái can thiệp xâm lấn và có rất nhiều các bệnh nhân chúng ta không thể can thiệp được, đặc biệt là với cái tình trạng Việt Nam, bệnh nhân được chẩn đoán muộn vào viện thường là có ở cái giai đoạn suy hấp rồi. Thì đây là những cái mà chúng ta khó khăn trong cái việc tiếp cận xơ phổi vô căn. Để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ xơ phổi vô căn để chẩn đoán và điều trị sớm, và cái này thì nó có cái vai trò rất rất quan trọng của các bác sĩ ở các tuyến cơ sở. Nhưng mà đây cũng là một cái thách thức lớn vì các triệu chứng lâm sàng thì thường không đặc hiệu ở nhiều bệnh nhân, và có những cái trường hợp mà diễn tiến của nó thì chẩn đoán là xơ phổi vô căn sau 5 năm khởi phát, thì đây là những cái mà chúng ta thấy rằng là khó khăn trong cái việc mà chẩn đoán. Và các triệu chứng thường gặp đấy là bệnh nhân dấu hiệu ho khan, khó thở khi gắng sức. Và với ho khan và khó thở khi gắng sức thì chúng ta thấy là gặp rất nhiều ở các bệnh, rồi gian nổ tập trung ở đáy phổi. Ở những cái giai đoạn sau khi có xơ hô hấp thì bệnh nhân có ngón tay dùi trống và cái kết quả của chức năng phổi đấy là có rối loạn thông khí hạn chế. Thì đây là những cái triệu chứng lâm sàng nhưng mà chúng ta thấy là có thể gặp ở rất nhiều bệnh, và đây cũng là cái chính cái thách thức trong chẩn đoán. Về tiêu chuẩn tổn thương trên chụp cắt lớp để chẩn đoán xơ phổi vô căn thì đây là được xem là một cái cận lâm sàng hàng đầu trong chẩn đoán xơ phổi vô căn. Và qua các nghiên cứu thấy khoảng 50% các trường hợp mà dựa vào chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta có thể hỗ trợ trong trường hợp mà chẩn đoán xơ phổi vô căn, trên những trường hợp mà lâm sàng phù hợp mà không cần phải sinh thiết phổi. Những cái hướng dẫn của các hiệp hội về hô hấp của Mỹ, của châu Âu, của Nhật Bản và của châu Mỹ Latin thì cũng đã đưa ra một số cái tiêu chuẩn để đây là những cái tiêu chuẩn trên chụp cắt lớp vi tính để chẩn đoán là xơ phổi. Đấy là cái tổn thương điển hình, đấy là tổn thương hình tổ ong kèm hoặc không kèm giãn phế quản. Có cái tình trạng giãn phế quản co kéo, và đặc biệt những cái tổn thương này nó ở vùng đáy phổi và ở dưới màng phổi. Rồi có thể chống lấp bởi những cái tổn thương kính mờ nhẹ, tổn thương dạng lưới vôi hóa trong phổi. Và với những cái chẩn đoán của bác sĩ, chẩn đoán hình ảnh, đánh giá một cách toàn diện thì nó cũng là một cái vai trò giúp cho cái việc mà chẩn đoán của xơ phổi vô căn. Sinh thiết phổi bằng phẫu thuật thì được chỉ định khi mà chụp cắt lớp vi tính không điển hình của xơ phổi vô căn. Tuy nhiên cái quyết định để sinh thiết phổi bằng phẫu thuật này thì phải dựa vào cái quyết định của bác sĩ lâm sàng và thảo luận của hội đồng đa chuyên khoa. Và cái vai trò của hội đồng đa chuyên khoa trong xơ phổi vô căn thì đã được các hiệp hội trên thế giới đã nói đến cái vai trò, vì với một cái bệnh lý phức tạp như vậy, diễn biến nó khó lường như vậy, với các triệu chứng thì không điển hình, cho nên là để tiếp cận chẩn đoán thì phải có vai trò của rất nhiều các bác sĩ chuyên khoa. Và cái quyết định này xem có sinh thiết hay không phải đánh giá cái nguy cơ tiềm tàng của phẫu thuật, ví dụ như là ở tuổi, các bệnh lý đồng mắc, rồi giai đoạn của bệnh, chức năng hô hấp, xem là có tình trạng suy hấp hay không, và những cái nguy cơ khi mà phẫu thuật và các bệnh phổi mô kẽ tiến triển. Và sinh thiết phổi qua xuyên phế quản thì cũng là một cái hướng mà để tiếp cận, để lấy cái bệnh phẩm mô bệnh học giúp cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xơ phổi vô căn. Thì đây là đang là một cái hướng mới, và với các nghiên cứu cập nhật thì cũng thấy rằng là có khả năng mà đưa ra chẩn đoán cao, rồi nó an toàn hơn, ít xâm lấn và hơn so với sinh thiết phổi mở, tỷ lệ tử vong thấp, và đặc biệt là những cái tác dụng phụ của sinh thiết như là chảy máu hoặc là tràn khí hoặc là xuất hiện những cái đợt cấp sau sinh thiết qua soi phế quản thì qua các nghiên cứu thấy gặp là tỷ lệ thấp. Thì đây cũng là một cái hướng. Tuy nhiên là với cái nội soi phế quản, các bác sĩ chuyên ngành hô hấp chúng ta cũng phải là không phải đối tượng nào cũng có thể sinh thiết soi phế quản để có thể sinh thiết được, và cũng có những cái biến chứng chúng ta gặp phải. Về tiêu chuẩn của mô bệnh học để chẩn đoán xơ phổi thì sinh thiết phổi nó giúp đạt cái chẩn đoán xác định khoảng 80 đến 95 trường hợp
bệnh phổi mô kẽ lan tỏa, và trong đó thì có xơ phổi. Và sinh thiết phổi thì đóng vai trò như quan trọng, nhưng mà lựa chọn hàng thứ hai chứ không phải là lựa chọn đầu tiên. Và cái cận lâm sàng đấy là cái kết quả trên chụp các lớp vi tính độ phân giải cao thì cũng đã được cân nhắc, đấy là tiêu chuẩn. Và xác định xơ phổi vô căn, đấy là cái tổn thương xơ phổi từng màng, xơ đặc và gây biến đổi cấu trúc bình thường, rồi những cái tổn thương tổ ong, thì đây là những cái tiêu chuẩn mà mô bệnh học để xác định là xơ phổi vô căn qua mô bệnh học. Và hội đồng đa chuyên khoa trong chẩn đoán xơ phổi là đánh giá bởi các bác sĩ đa chuyên khoa và các bác sĩ có những cái kinh nghiệm thực hành tốt nhất trong cái chuyên ngành của mình để chẩn đoán bệnh phổi kẽ, và phải cách tiếp cận từng bước, đấy là đối với các bác sĩ lâm sàng về hô hấp, về khoa nội thì khai thác kỹ về tiền sử của bệnh nhân, diễn biến để mình sàng lọc, mình phân loại những cái nguyên nhân mà có thể gây nên những cái tổn thương phổi. Rồi chụp cắt lớp vi tính thì cũng theo khuyến cáo cũng được độc lập bởi hai bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, chứ không phải là chỉ có một bác sĩ. Rồi các bác sĩ về giải phẫu bệnh và kết luận của nhóm các bác sĩ đa chuyên khoa. Và theo Hiệp hội của lồng ngực Anh thì cũng thấy rằng là tầm quan trọng của bác sĩ đa chuyên khoa trong cái việc chẩn đoán xác định xơ phổi vô căn. Và 90% những bệnh nhân xơ phổi vô căn được chẩn đoán bằng nhóm các bác sĩ đa chuyên khoa. Thì đây là cũng là những cái bằng chứng để chúng ta triển khai những cái mô hình ở Việt Nam chúng ta tiếp cận cho cái nhóm bệnh nhân rất khó khăn trong chẩn đoán. Và với cái Hiệp hội lồng ngực Mỹ, rồi châu Âu, Nhật Bản và châu Mỹ Latin thì cũng đã đưa ra cái sơ đồ mà chẩn đoán xơ phổi vô căn để áp dụng thực hiện tốt trên lâm sàng. Đấy là những cái bệnh nhân mà nghi ngờ có xơ phổi vô căn thì phải loại các nguyên nhân, rồi làm các thăm dò cận lâm sàng, tiếp cận chẩn đoán hình ảnh, rồi với cái hội đồng đa chuyên khoa để mình quyết định xem là dựa vào chẩn đoán hình ảnh để xác định là xơ phổi vô căn hay là phải cần can thiệp như là đánh giá về các xét nghiệm qua nội soi phế quản hay là sinh thiết phổi mở. Và quyết định cuối cùng của hội đồng đa chuyên khoa đấy là bệnh nhân này có chẩn đoán xác định là xơ phổi vô căn hay không. Thì đây là cái khuyến cáo mà các bác sĩ chúng ta sẽ hiểu để mà tiếp cận trên bệnh nhân của mình. Tiếp đến là với cái tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, nặng và khó lường, thì cũng những cái yếu tố nguy cơ kèm theo của xơ phổi vô căn, thì các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là có rất nhiều các bệnh lý đồng mắc, và những cái bệnh lý này thì thường là nghiêm trọng, ví dụ như là ung thư phổi, bệnh lý tim mạch mà có huyết khối tĩnh mạch sâu, tăng lộ động mạch phổi, rồi khí phế thủng, là những cái nhóm bệnh lý mà rất nghiêm trọng, thì thường lấy là nó đồng mắc với cả cái nhóm bệnh xơ phổi vô căn này, và nó làm tăng cái nguy cơ mà tiên lượng nặng của bệnh. Thì đây cũng là những những cái kiến thức để chúng ta thấy rằng là đối với cái nhóm bệnh phổi sơ phổi vô căn này thì tình trạng nó rất là phức tạp, và phát hiện cái quản lý cái bệnh đồng mắc là một trong những cái mục tiêu trong điều trị, và vaccine để giảm những cái đợt nhiễm trùng, vaccine cúm, vaccine phế cầu thì cũng được khuyến cáo để ngăn ngừa các biến chứng không cần thiết. Và các khuyến cáo để hướng dẫn các điều trị các thuốc chống sơ trong xơ phổi vô căn thì cũng đã được các hiệp hội đưa ra với những cái thuốc để làm giúp cho giảm cái quá trình tiến triển của xơ phổi vô căn. Và với cái chẩn đoán xơ phổi vô căn thì là một cái yêu cầu rất quan trọng và đòi hỏi, đấy là phải tăng cường cái nhận thức của bệnh nhân và của nhân viên y tế để tìm đến các cơ sở y tế và làm các xét nghiệm để chẩn đoán sớm, rồi tiếp cận chẩn đoán đa chuyên khoa, rồi phải đối chiếu với các tiêu chuẩn chẩn đoán. Và cái mục tiêu nữa đấy là gì? Cũng giảm bớt các thủ tục xâm lấn để xác định các tổ chức sơ hóa. Thì đây là những cái tiêu chí để mình giúp chẩn đoán sớm xơ phổi vô căn. Và điều trị sớm xơ phổi vô căn thì người ta cũng thấy qua các nghiên cứu nó cũng gặp những cái rào cản. Đấy là cái sự quyết định của bác sĩ cân nhắc xem là đã quyết định điều trị hay chưa. Và có sự cần sự liên hợp, phối hợp và điều trị chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa, điều trị sớm bằng thuốc chống sơ dựa trên những cái chẩn đoán xác định bệnh bất kỳ ở mức độ nào của bệnh xơ phổi vô căn. Và đặc biệt nữa là phải nâng cao, phải cập nhật những cái kiến thức hiểu biết của nhân viên y tế cũng như bệnh nhân để đưa ra được cái quyết định sớm. Và như vậy với cái chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn thì nó chẩn đoán thì nó phức tạp và mất nhất nhiều thời gian, và nhiều nguyên khuyến cáo trên thế giới đã đề cập về cái hiệu quả điều trị của các thuốc chống sơ là nitazenib và pirfenidone. Đây là hai cái nhóm thuốc mà nó đã có đánh giá được cái tính hiệu quả trong cái điều trị. Và trì hoãn điều trị chẩn đoán góp phần làm gia tăng cái tỷ lệ bệnh nhân có tiên lượng xấu, và nên cân nhắc nắm bắt những cơ hội để giúp những cái bệnh nhân này có thể được chẩn đoán và điều trị sớm hơn như hiện nay. Thì cái này là những cái thông điệp đưa ra để chúng ta phải tiếp cận chẩn đoán và điều trị xơ phổi vô căn.
Giờ và... cũng hết giờ đấy cô Phương ạ. Cô sang phần kết luận. Vâng. Và với cái tiếp cận như vậy thì những cái thuốc chống sơ hiện nay thì nó giúp cho làm giảm cái tốc độ suy giảm chức năng phổi hàng năm và giả dược để ở bất kỳ cái mức độ nào của chức năng hô hấp. Và với cái thực trạng và ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì thấy nhiều những cái bệnh nhân sơ phổi của Việt Nam chưa được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Những cái kỹ thuật chẩn đoán chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao thì có nhiều ở các viện tuyến trung ương và địa phương, thì đây chính là những cái gọi là những cái vũ khí để các bác sĩ chúng ta tiếp cận chẩn đoán. Và sinh tiết phổi mở thì chưa được phổ biến vì cái hạn chế trong cái giai đoạn muộn của bệnh. Và tỷ lệ sợ bệnh lý sơ phổi trong cộng đồng thì chưa được thống kê để đưa ra cái bức tranh toàn cảnh ở trong Việt Nam. Và Hội Hô Việt Nam trong thời gian tới thì cũng đã chuẩn bị để ban hành cái phác đồ trong chẩn đoán và điều trị với của sự đóng góp của các bác sĩ chuyên gia đầu ngành. Và ở Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi thì cũng đã thành lập được một cái hội đồng chuyên môn gồm các bác sĩ về hô hấp, chẩn đoán hình ảnh, miễn dịch dị ứng lâm sàng, giải phẫu bệnh và cơ xương khớp để đưa ra một cái hội đồng đa chuyên khoa để giúp tiếp cận những cái chẩn đoán định những bệnh nhân mà sơ phổi vô căn. Và tôi có mấy cái kết luận trong bài trình bày của mình, đấy là sơ phổi vô căn, đấy là tiến triển sơ hóa phổi dẫn đến suy giảm chức năng phổi không hồi phục, tiên lượng xấu và tỷ lệ tử vong cao. Và sơ phổi vô căn hiện tại thì chẩn đoán và điều trị rất là muộn. Chẩn đoán và điều trị dựa vào các triệu chứng lâm sàng, cắt lớp vi tính độ phân giải cao, mô bệnh học và đặc biệt là vai trò của hội đồng liên chuyên khoa. Và các thuốc chống sơ hiện nay thì giúp làm chậm lại cái tiến triển ở bất kỳ giai đoạn nào của sơ phổi vô căn. Và ở Việt Nam chúng ta thì chưa có những thống kê về tỷ lệ mắc cũng như đang từng bước tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh nhân sơ phổi vô căn. Vâng, phần trình bày của tôi đến hết, xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của các quý vị đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn phó sư Phan Thu Phương.